Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 61, thần bí nhân xuất hiện. Thất thân làm thiếp, nghe những lời thô tục bị ổi thoát ra từ miệng hắn, Vãn Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nơi này là nơi hoang vu dã ngoại, không hề có người ở, muốn dựa vào người khác tới cứu khả năng đó tuyệt đối không thể xảy ra. Mà nếu muốn tự cứu, lại càng không có khả năng. Nàng mặc dù biết huyệt vị, cũng biết một vài cách giải huyệt, nhưng khi bản thân bị điểm huyệt, phương pháp duy nhất là di cung hoán huyệt. Nhưng, nàng không biết võ công, căn bản là không di cung hoán huyệt được. Hơn nữa ngay cả trong trường hợp nàng có thể giải huyệt, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Xem ra võ công người này không tệ, nàng chỉ là một thiếu nữ tử làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ ánh mắt nàng dần dần lạnh xuống là thất vọng là tuyệt vọng là phẫn nộ nàng chưa bao giờ là con người oán trời hận người ngay cả khi lâm vào hoàn cảnh như thế nào nàng vẫn có thể tìm cách sinh tồn nàng chỉ cần có thể sống mà thôi mặc kệ khổ đến đâu mặc kệ khó khăn đến đâu mặc kệ bị phượng cô thương tồn thế nào nàng vẫn không mất đi hy vọng vẫn kiên trì sinh tồn cố gắng sống cố gắng vượt qua mọi khó khăn nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên rất hận ông trời, ông trời đối đãi với nàng, thật sự là là quá bất công. Sự thương tổn như thế này, đã một lần suýt nữa là phá hủy nàng, vì sao còn muốn xuất hiện lần thứ hai? Chẳng lẽ thật sự là không muốn cho thượng quan vãn thanh được sống sao? Nhìn thấy vẻ mặt vãn thanh đột nhiên lạnh mà tuyệt vọng, ánh mắt nam từ kia đột nhiên lóe lên một cái, nhưng chỉ trong một khoảng khắc, rồi sau đó lại bắt đầu thực hiện những hành vi ác độc dáng vẻ lạnh như băng, muốn gây sự chú ý sao? Nam tử kia đưa tay giải huyệt nói cho Vãn Thanh. Vãn Thanh chừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, người đến tột cùng là người phương nào? Ta, ta đương nhiên là tiểu tình lang của ngươi. Nam tử kia cả lơ phất phơ nói, mười phần du côn, vẻ mặt thanh tú của hắn thì càng giống. Ngươi, trong đầu vãn thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến nàng muốn khóc mà không khóc được. Vốn là có hồng thư ở bên nàng, người bình thường khó có thể đến gần, dù sao võ công của hồng thư cũng tính là cao, muốn bắt cóc nàng trước mặt hồng thư, đúng là không dễ chút nào. Nhưng nam tử này, vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp đến bắt cóc nàng lúc hồng thư không ở đây? Là trùng hợp, hay là hắn đã chờ thời cơ này lâu rồi, hay là việc hồng thư rời đi, căn bản là nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nghĩ đến này, lòng của nàng lương vài phần, hồng thư từng nói qua, nàng cùng Chu Nguyệt Nhi từ trước là không quen biết. Chu Nguyệt Nhi vì sao đột nhiên gọi nàng gặp mặt? Nàng cố ý lạnh lùng ngẩng đầu, là Chu Nguyệt Nhi phái ngươi tới. Ngôn ngữ khẳng định như thể kết luận nhất định là Chu Nguyệt Nhi. Thật ra nàng chỉ đang dò xét mà thôi. Không ngờ nam tử kia vừa nghe đến lời của nàng, đột nhiên sừng sốt, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng, làm sao ngươi biết? Đúng là nàng ấy, Vãn Thanh Thầm cười trong lòng, không ngờ được Chu Nguyệt Nhi có thể ác độc như thế nhất định phải phá nàng đến cùng. Nghĩ kỹ một chút, kế hoạch của nàng ấy chắc không đơn giản như thế này chứ. Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nàng nhàn nhạt nói, "Ta đương nhiên biết là Nguyệt Nhi, ta còn biết mục đích của cô ta khi làm thế này." "Làm sao ngươi biết? Nam tử kia dù sao cũng không phải trọng tâm cơ nhân, người có nhiều tâm cơ ư, bị Vãn Thanh vạch trần, liền trở nên tia bối rối." Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn liền cười lớn người có biết cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì cho dù ngươi biết, chuyện này cũng vô phương thay đổi. Nam tử vừa nói vừa đi về phía vãn thanh. Kỳ thật vãn thanh cũng biết đã biết không còn tác dụng gì, mục đích của nàng, chẳng qua chỉ là mong trì hoãn thời gian, hy vọng Hồng Thư phát hiện ra sự biến mất của nàng rồi nhanh chóng đi tìm, như vậy nàng còn có chút cơ hội sống. Nhưng nam tử kia không ngu đến vậy, hắn nhận ra mục đích của vãn thanh, đưa bàn tay về phía vãn thanh, lôi kéo, đai lưng rơi xuống vạt áo cũng nới rộng thùng thình môi của hắn đưa thẳng lên mặt vãn thanh vãn thanh vô phương né tránh nước mắt ròng ròng chảy xuống mặc dù nghĩ là phải giả vờ kiên cường nhưng nàng vô phương làm thế bất lực kêu cứu mạng không cần biết rõ là không dùng dược nhưng đây là hy vọng cuối cùng của nàng nàng chỉ có thể hô to hy vọng có người đi qua nghe thấy cứu nàng nam tử kia nghe được vãn thanh khóc lớn càng hưng phấn hơn thanh âm cũng trở nên ám ách vài phần, ha ha. Hồ đi, hồ to thêm nữa đi, như vậy càng hưng phấn. Ngoặc kép, không cần, cứu mạng, ngoặc kép, cứu mạng, người điên cuồng gào thét gì chứ? Nơi này hoang vu vắng vẻ, người có hồ đến vỡ cổ hỏng, cũng không có người nào đến cứu ngươi. Ngoan để ta yêu thương ngươi, nam tử kia vừa nói đột nhiên đứng lên, động tác nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người. Thật sự không có ai sao? đột nhiên một thanh âm trong trèo lạnh lùng dễ nghe vang lên, mang theo bạc lạnh, đâm thẳng vào tai nam tử kia. Nhưng trong tai vãn thanh, đó là âm thanh của hy vọng. Vừa rồi, nàng thật sự đã chuẩn bị tự vận, chính thanh âm đấy, đã mang đến ánh sáng của hy vọng cho nàng. chương 62, Bạch Y Nam Tử Thất thân làm thiếp, nam tử kia cao to, một thân bạch y, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, mặt trời ở sau lưng hắn, làm cho toàn thân hắn như có hào quang, khiến hắn giống như một thiên thần bước ra từ hào quang rực rỡ. Trên mặt của hắn mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, cặp mắt đen mà ôn hòa, rõ ràng là đen như mực, lại trong sáng như nước hồ thu, vô cùng trong suốt, vô cùng sáng ngời. Trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, kề sát họng kẻ muốn cường bảo vãn thanh. Nam tử kia nghe tiếng, cảm thấy cổ bị lạnh, trong lòng biết gặp chuyện không may, tay ngừng động tác, hỏi, ngươi là người phương nào? người muốn giết ngươi, thành âm ôn nhuận chậm rãi phun ra, không giống giọng nói của kẻ chuẩn bị giết người, như thể chỉ đang tâm sự một chuyện rất bình thường thôi. Vãn thành đối diện với hắn, thấy mắt hắn vô cùng lạnh lùng. Ta, ta có thủ oán gì với ngươi chứ? Nam tử kia vừa nghe nói thế thì muốn đánh nhau, không buông tha hỏi thêm một câu. Không oán không thù, nam tử kia trái lại vô cùng dứt khoát, bất kể hắn nói cái gì, hắn đáp cái gì, cũng cực kỳ lưu loát rõ ràng không oán không thù vậy ngươi vì sao phải giết ta chẳng lẽ là có người phái ngươi tới giết ta không có trả lời vô cùng đơn giản bạch y nam tử tựa hồ như chẳng muốn nói nhiều lời nhưng không phải là do hắn không có lòng kiên nhẫn vì hắn vẫy dây dưa đến tận lúc này cơ mà không có vậy ngươi vì sao phải giết ta nghe xong tên nam tử kia có chút bối rối bởi vì không hiểu bởi vì khẩn trương bởi vì thanh kiếm kia vẫn đang kề cổ hắn chỉ cần dùng một chút lực, hắn mất mạng ngay lập tức. Bởi vì ta muốn giết ngươi, bạch y nam tử lãnh đạm nói. Mắt nam tử kia đột nhiên lóe lên hận ý, ý muốn phản kháng. Cẩn, vãn thanh vừa thấy hắn như thế, vội vàng hô. Cho dù tên xấu xa kia có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh được bằng kiếm của bạch y nam tử, kiếm vung lên một đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp, vãn thanh còn chưa nhìn thấy cái gì, kiếm đã vào vỏ. Nàng sợ ngây người, chữ thận vừa ra khỏi mồm, ở cổ tên ác nhân kia đã có máu phun thành vòi. Tất cả, đều nhanh đến mức khiến người ta giật mình, chỉ trong một tích tắc, đã kết liễu một mạng người. Vãn thanh chỉ có thể hát hốc mồm, một hồi lâu, vẫn không thể nói được thêm tiếng nào. Nam tử kia tra kiếm vào vỏ, lập tức giải huyệt nói của vãn thanh. Thế là đoạn trên kia không nói thành tiếng A-Hát, mình cũng chịu, cân vớt nó vậy đấy. Vãn thanh cử động thân thể, cảm kích nói cảm ơn hiệp sĩ đã cứu mạng. Không cần, bạch y nam tử nói. Hiệp sĩ, vãn thanh muốn nói mà không biết nói gì, bởi vì người này là ân nhân của nàng, cứu nàng một mạng. Nàng không phải loại người có ân không báo, nhưng nhìn người trước mắt, nhớ ra tình cảnh cùng năng lực của bản thân, nhận ra rằng căn bản không thể giúp hắn cái gì. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, chỉ cần có cơ hội, ân, nàng vẫn phải báo ân cứu mạng này có điều nàng mới nói một nửa, người nọ đã biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp sảng khoái nói, không cần. Đột nhiên nàng nhìn thấy trên cánh tay nam tử có một vết thương, vết thương rất sâu, máu đã chuyển thành màu đen, có vẻ như vết thương không khép được miệng. Hắn bị thương, hơn nữa còn trúng độc. Người bị thương, vãn thanh kinh ngạc hỏi han. Vừa nói không đợi hắn trả lời, liền hướng về phía trước, nam tử kia căng thẳng, kiếm trong tay đã hơi hơi ra khỏi vỏ. Vãn thanh vừa nhìn thấy thế thì ngừng bước, nàng biết giang hồ hiểm ác, hắn với nàng chưa từng gặp mặt, lúc này hắn lại bị thương, tất nhiên phải đề phòng, vì vậy nhẹ nhàng nói ta biết chút y thuật, có thể nhìn qua vết thương của hiệp sĩ. Bạch y nam tử nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ như cân nhắc độ chân thật trong lời nói của nàng, một hồi lâu mới nói ân. Vãn thanh vừa nghe xong thì cười đến sáng lạn, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên, thấy máu có vẻ đã ngừng chảy, nhưng y phục đã lẫn lộn vào chỗ máu thịt ở vết thương căn bản là không thể kéo ra được nếu dùng sức kéo ra sẽ rất đau hơn nữa một tay nàng bị thương cũng không đủ sức nàng nhíu mày không biết phải làm như thế nào cho phải nam tử kia dường như đọc được ý nghĩ của nàng duỗi tay ra xé rời ống tay áo đi vãn thanh sợ đến lạnh cả sống lưng hắn dùng sức như thế mà không thèm chớp mắt lấy một cái không khỏi tâm sinh bội phục nhìn vết thương của hắn, bên trong có một phi tiêu rất nhỏ, đã cắm sâu vào thịt, đầu tiên phải rút phi tiêu ra mới được. Nhẹ nhàng xem mạch cho hắn, mạch của hắn đập loạn không thôi, đến tột cùng là chúng độc gì, nàng cũng vô phương nhận biết, nhưng mà nàng biết, lúc này, tâm mạch của hắn chưa bị hao tổn, hơn nữa nội lực khí thức hùng hậu. Lấy trước mắt mà nói, phải nghĩ cách lấy phi tiêu ra đã, nàng mới nghĩ tới vậy, nam từ kia đã vươn tay kia định lôi phi tiêu ra, vãn thanh kinh hô, trước tiên không cần. Bạch y nam tử dừng tay, nhìn nàng, nàng mới chậm rãi giải, giải thích, phi tiêu này mặc dù không dài, nhưng đã cắm sâu vào thịt, rút ra sẽ mất rất nhiều máu, ngươi chờ một chút, ta đi tìm một ít thảo dược có chức năng cầm máu đã. Nam tử nghe xong gật đầu, ân, vãn thanh cười nhẹ, vội vàng đi ra ngoài tìm dược. chương 63, Ngân Diện, thất thân làm thiếp, nơi này tuy hẻo lánh nhưng lại không có rừng cây, vô phương tìm được chút thảo dược hữu hiệu, sợ rằng kéo dài lâu sẽ không hay, vãn thanh liền tìm một chút thảo dược bình thường. Có thể cầm máu và giải độc. Lúc nàng quay trở về đã không thấy bạch y nam từ đâu, trên mặt thoáng vẻ thất vọng, nghĩ đến hắn không đành lòng, sau đó nàng quay gót đi. Trong lòng khẽ thì thầm, xem ra đã đi. Nàng trong lòng thập phần ảo não, nàng thậm chí còn quên chưa hỏi tên của hắn, nhìn hắn mang mặt nạ, nhất định là không muốn cho kẻ khác biết thân thế nhưng ít ra cũng nên hỏi tên tuổi người ta chứ. Đã trở về, hốt nhiên sau lưng nàng vang lên thanh âm trong suốt, khuôn mặt ảo não của vãn thanh hiện lên nụ cười, đúng vậy, người đi đâu vậy? Hỏi xong nàng mới cảm giác không ổn, bọn họ vừa gặp, vốn dĩ không quen biết, lại hỏi như thế, qua sức lộ liễu, mặt ửng đỏ vội vàng giải thích, ý ta là trên người ngươi có thương tích, không nên đi lại như thế. Vừa mới có người đến qua, hắn mở miệng nói ra một câu khiến vãn thanh suýt chút phản ứng thái quá. Có người đến, mục đích của Chu Nguyệt Nhi xem ra không chỉ là muốn để người khác cường bạo nàng đơn giản như vậy, đã sắp đặt kế hoạch rõ ràng, tiếc rằng không ngờ lại thất bại. Bọn họ tới là để tìm ngươi, hắn lại nói tiếp, không có việc gì, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi sau đó sẽ trở về. Vãn thanh điềm đạm nói, tìm nàng, đúng thật là tìm nàng, bất qua tìm thấy điểm tử của nàng, nhưng nghĩ mãi không ra, Chu Nguyệt Nhi mưu kế như thế là để đạt mục đích gì đây? Ân, nghe nàng nói những lời lãnh đạm kia, Bạch Y Nam Tử không nói gì thêm, chỉ duỗi tay ra, máu từ vết thương lại bắn ra. Nhìn máu tươi vọt ra, màu đen chuyển qua đỏ, vãn thanh vội vàng cầm dược đặt ở miệng vết thương rồi sau đó khẽ lau và băng lại. Thảo dược này không có công hiệu lâu dài, nhưng ít nhất cũng có thể giải độc và cầm máu tạm thời nàng vừa xử lý vết thương vừa nói ân nam tử mặt vẫn tỉnh táo nói có lẽ hắn rất ưa thích câu nói này nhìn qua trái phải đều không có gì có thể băng bó được nàng liền xé một mảnh váy lót không chút do dự vì hắn băng bó xử lý xong tất cả lúc này nàng mới ngồi xuống một bên nhàn nhạt nói ta gọi là thượng quan vãn thanh ta gọi là ngân diện hôm nay ngươi giúp ta một lần ngày khác nếu có việc hãy cầm khối ngọc bội này đến tuyết linh các gặp ta Vãn Thanh vốn không muốn lấy công gì của nam tử này nên mới nói tên cho hắn, chẳng qua muốn cho biết danh tính rồi muốn việc ngày hôm nay nhanh kết thúc. Cũng không nghĩ bạch y nam tử lại nói tên cho nàng biết, ngân diện, xem ra là một biệt hiệu, có lẽ vì mang mặt nạ màu bạc nên gọi ngân diện, bất quá, nghe cũng rất thoải mái. Nàng tựa hồ nhớ, trong chốn giang hồ có một người có tên ngân diện, là một sát thủ, đệ nhất thiên hạ sát thủ, chỉ cần hắn muốn giết người, không ai có thể sống. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thuê hắn làm điều này. Muốn thuê hắn giết người, phải có tiền, nhưng hắn còn có nguyên tắc, hắn giết người vì tiền nhưng người đấy hắn phải cho là đáng chết thì mới giết. Một quái nhân, sát thủ này lẽ nào là ân nhân của nàng? Cho nên nói, trên đời này không có người lương thiện chân chính, cũng không có ác nhân chân chính. Nàng nhìn Ngọc Bội một hồi, không cần, ta chỉ là do biết chút y thuật thôi. Coi như ta không phải vì ngươi mà tìm thảo dược đi, một mình ngươi cũng tự cứu được mình. Một sát thủ, tối thiểu cần phải học được cách tùy thời cơ mà cứu bản thân, mà ngươi cũng đã cứu ta một mạng, cũng có thể coi rằng ta đáp lại ân tình của ngươi. Ta cũng không muốn phải nợ ân tình ai, ngân diện ôn nhu nói, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao hắn lại chờ đợi nàng chữa trị, bởi những thảo dược này hắn đều biết cả, thậm chí còn có thể nói rằng hắn biết rõ hơn nữ tử thanh tú này nhiều chính là lúc nàng chữa thương cho hắn, hắn thật lòng mong muốn nên còn lưu lại nơi này chờ đợi. Đưa ra ngọc bội chỉ nghĩ rằng là bọn họ có chút ân tình, nhưng có một tâm tình mà hắn không hiểu nổi tồn tại trong tim hắn. Yêu rồi yêu rồi. Cầm, ta cũng không nghĩ là nên nợ nần ân tình. Hắn cố ý nói. Nhìn ánh mắt kiên trì của hắn, không đành lòng làm Phật ý hắn, vãn thanh không đôi con nữa, cầm lấy ngọc bội. Mặc kệ tương lai có đi tìm hắn hay không, ít nhất nàng sẽ coi đây là tín vật của hắn, coi như là kỷ niệm. Ta đưa ngươi về, hắn nói, sau đó nhẹ nhàng nhấc nàng, bay vọt đi. Vãn thanh không thể tránh được việc tựa lên người hắn, chính là nàng không cảm giác được nửa phần khó chịu, bởi trong lòng hắn ấm áp, ôn hòa, mang lại cho nàng một cảm giác thân thiết yên tĩnh. Trên người hắn có mùi giả lai hương, nhàn nhạt, yếu ớt như giả lai hương nở về đêm cún đoán là hoa quỳnh giống như mang theo một loại cảm giác thần bí. Nam tử sử dụng mùi hoa, luôn làm cho người ra cảm thấy quái dị, thậm chí là phản cảm. Nhưng trên người hắn, cảm giác không hề khó chịu, ngược lại hương dạ lại này lại cho hắn hương khí đặc biệt. Nhìn mộ dung sơn trang trước mắt, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng chưa có nói cho hắn nàng ở đâu, hắn làm thế nào biết. Muốn hỏi hắn nhưng hắn đã nhanh đặt nàng xuống đất, không nói nửa câu, xoay người một cái đã bay rất xa chỉ để lại một bóng trắng dài, còn có hương thơm nhàn nhạt, nhạt, của dạ lai, trơn vờn xung quanh rồi sau đó cùng với gió dần dần tán đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 64, đạm tiếu đối ứng. Thất thân làm thiếp, nàng chỉnh chu lại vạt áo, búi lại tóc rồi chậm rãi bước vào trong sơn trang. Bên trong chỉ có Chu Nguyệt Nhi ngồi, nàng khẽ mỉm cười đi tới. Chu Nguyệt Nhi vừa gặp nàng sắc mặt đột nhiên biến, tựa hồ trong phút chốc mới định thần, Tài đứng lên, giữ nàng lại, phượng thiếu phu nhân, người đi đâu khiến chúng ta vô cùng lo lắng, tất cả mọi người đã ra ngoài tìm người. May là người đã trở về, lòng ta không còn lo lắng nữa. Nàng ta nói một mạch liền, dùng nhan khuynh thành thập phần lo lắng, nếu không biết được tất cả âm mưu quỷ kế này đều là do một tay nàng ta bày ra, vãn thanh chắc hẳn đã tin rằng nàng ta thật sự thiện lược. Có điều, thuật ngụy trang quả đúng lợi hại, diễn rất thật, không khỏi khiến người ta muốn vỗ tay khen ngợi. Thật sự là đã làm mọi người hoảng hốt, vừa rồi thấy cảnh vật rất đẹp nên liền đi ra ngoài hóng mát một chút thôi, không ngờ lại khiến mọi người lo lắng đến vậy. Vãn thanh nhẹ cười nói, cặp mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào Chu Nguyệt Nhi. Người đi ra ngoài sao lại không nói cho chúng ta biết. Sơn trang này rộng lớn, không chừng sẽ lạc, khiến chúng ta lo lắng quá. Chu Nguyệt Nhi lo lắng nói, vãn thanh thấy thoáng trong mắt nàng ta hiện lên tia nghi hoặc lúc người cho gọi hồng thư ta liền đi không nghĩ là phải nói cho mọi người chỉ nghĩ là đi ra ngoài một chút nên không cần làm phiền ta thật có lỗi đã làm các người phải lo lắng vãn thanh theo lời mà nói trên mặt vẫn đạm tiếu mặc dù trong lòng nàng cực thống hận hành vi của trung nguyệt nhi nhưng nàng hoàn toàn không có chứng cứ nói ra e chừng sẽ tự hại bản thân mà thôi nói không chừng còn bị người ta hoài nghi ngay cả không nghi ngờ nàng chính là bị nam tử bắt đi, chính là vì sắc. Mặc dù bản thân tự biết trong sạch nhưng là làm dâu chăm họ, nếu có người biết, nàng đã không còn trong sạch, giờ lại càng khó chứng minh bản thân trong sạch. Xem ra, không nói ra thì tốt hơn. Cuộc sống sau này vẫn còn dài, muốn vạch trần nàng, trừ phi nếu nàng ta ác tâm, hoặc có cơ hội, còn lúc này, nàng ta hư môn giả ngữ, nàng cũng hư môn giả ngữ đối ứng, để xem. Ai không chịu nổi ai trước không có việc gì, người trở về là tốt rồi, ta sẽ thông báo cho mọi người không cần tìm kiếm nữa. Chu Nguyệt Nhi cười nói, khóe mắt đảo thấy váy lót của vãn thanh có vết xé. Thanh âm nũng nịu kinh hô, phượng thiếu phu nhân, váy của ngươi sao vậy? Đối với câu hỏi của nàng ta, vãn thanh sớm đã ngờ tới, dù sao váy rách cũng khiến người ta chú ý, nàng không chút hoang mang, lôi váy ra, cười cười nói, vừa rồi không cẩn thận vướng vào nhành cây bị kéo rách. Sao, Chu Nguyệt Nhi mặc dù tiểu xảo, trong mắt hiện rõ oán nộ bất mãn nhưng không có hiền lộ ra. Vãn Thanh vẫn đảm thiếu, làm phiền mộ dung phu nhân cho người về, ta sẽ đi thay váy, miễn cho ta thất lễ. Nói xong xoay người rời bước đi. Lại thấy Chu Nguyệt Nhi hốt nhiên lớn tiếng hô, a à. Phượng thiếu phu nhân, người bị thương. Vãn Thanh trong mắt hiện lên một tia tức giận, cố nén xuống, lúc này không phải là lúc phát hỏa, thong dòng đối ứng là thượng sách cảnh giới là chiến thuật tối cao, nhất định bình tâm, trầm tính, không cho đối phương nhìn ra tâm tư mình, đó mới là cao minh. Chu Nguyệt Nhi vội vàng sao động, chẳng qua là tự bản thân lộ điểm yếu thôi. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu hướng về phía Chu Nguyệt Nhi nhàn nhạt, nhạt nói, phu nhân nói gì cơ, ta bị thương ư. Chu Nguyệt Nhi nghe được lời của nàng, cho là bắt được sơ hở, trong mắt hiện lên đắc ý, dương dương chỉ vào chỗ ống tay áo nàng nói, trên tay ngươi, không phải là có vết máu sao? Vết máu, vãn thanh cố tình không giải thích được, dọc theo ánh mắt của Chu Nguyệt Nhi nhìn về phía ống tay áo rồi sau đó như bừng tỉnh cười một tiếng, người nói là vết này à? Vừa nói xong, nàng hốt nhiên nổi lên một ý trêu chọc, muốn đùa qua với Chu Nguyệt Nhi, liền cúi đầu rào hoạt cười một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt nhìn Chu Nguyệt Nhi hồi lâu không nói một câu. Chu Nguyệt Nhi không chịu nổi cất tiếng hỏi, Phượng Thiếu Phu Nhân, phát sinh chuyện gì ngươi hãy nói ra, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Quyết không để người xấu nhơn nhơn ngoài vòng công lý. Vãn thanh nghe xong lời nàng ta, khước lại càng cúi xuống, lắc đầu cũng không mở miệng nói một câu. Chu Nguyệt Nhi lại càng xem là kế hoạch thành công, khéo léo tới gần vãn thanh chuyện gì. Nếu không tiện, ta sẽ cho hạ nhân lui xuống hết. Vãn thanh trong tâm cười lạnh, người như thế này thật không chịu đựng nổi, nàng thật sự muốn hỏi Chu Nguyệt Nhi chuyện gì người rốt cục là nghĩ chuyện gì người này đúng là mưu mô đa dạng vãn thanh ngẩng đầu thở dài sắc mặt lãnh đạm thật sự đoán không ra tâm tư người này vì sao có thể như thế chứ kỳ thật cũng không có gì vết máu này là máu của thỏ ta thấy nó bị thương nên đuổi theo ra ngoài ai ngờ nó bị thương rất nặng nhưng còn rất khỏe ta ôm nó nó dãy ruộng rồi chạy thoát để lại vết máu này máu máu thỏ chu nguyệt nhi hiện rõ sự kinh ngạc cùng nghi hoặc vãn thanh cười một tiếng đáp đúng vậy nếu không phu nhân tưởng máu ta nàng thượng quan vãn thanh không phải kẻ vô tâm kế nàng cho tới giờ luôn lãnh đạm khoan dung không muốn cùng người khác tranh ngắn dài chưa bao giờ đối với người sử dụng mưu kế nhưng nếu muốn đấu tâm kế nàng cũng không nề không không có ta chỉ lo lắng người bị thương thôi không có việc gì ngươi đi thay quần áo ngay đi chu nguyệt nhi bị vãn thanh hỏi ngược một hồi tức thì lời nói phát hỏa không còn làm gì được nữa ngoài việc vô tri đối đáp. chương 65, tình vừa lộ ra. Thất thân làm thiếp, vừa thay xong siêm y đã thấy tà phong từ đâu trở về. Tà phong phóng vào tới trước mặt nàng, uống một hơi trà, cả người kích động run rẩy ngươi không sao chứ. Ta tìm ngươi muốn chết, đi khắp cả đỉnh núi cũng không tìm thấy ngươi, một điểm dấu vết cũng không ra, ngươi không biết ta lo lắng đến mức nào đâu, chỉ sợ ngươi bị thương tổn. Sắp tới ngày đại hội võ lâm, giang hồ nhân sĩ toàn bộ tập trung lại ở chiến thành này nhiều thể loại người tốt có xấu có thiện ác hỗn tạp ta chỉ sợ ngươi gặp bất chắc tốt lắm vãn thanh nhẹ nhàng cười ta không sao chỉ là đi quanh sơn trang một chút thôi những kẻ có lòng giả độc ác sao dám làm càn ở quanh địa phận sơn trang của minh chủ võ lâm chứ khiến ngươi phải vất vả rồi không nói thật với hắn chỉ là không muốn hắn phải lo lắng hơn nữa hắn cùng mộ dung kiềm là huynh đệ mộ dung kiềm đối với hắn có ân nàng không muốn làm cho hắn gặp khó xử, trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không nàng sẽ không nói ra điều gì. Người không biết được giang hồ hiểm ác thế nào đâu, những người kia có gì mà không thể làm được chứ, người cho rằng người nào cũng giống ta bản tính tiện lương dễ thân sao. Tà Phong vừa nói vừa huấn nàng, giọng nhỏ dần, không quên phỉnh chính bản thân mình. Người a, à, thật là lúc nào cũng không quên tự khen mình, vãn thanh không khỏi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt tươi tắn lên rất nhiều, không hề ủ rột nữa. Những lời ta nói cho tới giờ đều là thật mà, chỉ có chút tự khen thôi." Tà Phong cũng làm bộ nghiêm nghị uy khí thập phần nói. "Tốt lắm, tốt lắm, ta thật phục ngươi, hiếm khi gặp được người lương thiện như ngươi." Tuy là cố ý nói giỡn, nhưng những lời này cũng là thật sự, lòng người hiểm ác, trên đời này có được mất người chính trực, thành thật như Tà Phong. Hắn là một người có tấm lòng trong sáng như trẻ thơ ngươi đã biết trừ ta ra, ở chỗ này không có mấy người tốt, vậy sau này ngươi phải chiếu cố tốt cho bản thân mình, không được tùy tiện ra ngoài nữa, nhất là không có tùy tùng theo hầu, ngươi nghĩ lại coi bản thân là một nữ tử không biết võ công, hơn nữa lớn lên lại mỹ lệ tài hoa, người khác vừa thấy đã động tâm, nếu gặp phải kẻ lòng lang dạ sói, sẽ nguy hiểm thế nào? Sẽ khiến mọi người vô cùng lo lắng ha, hắn đổi tới đổi lui, vẫn là một chuyện nhắc vãn thanh phải cẩn trọng hơn trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm động, trải dài miên man, may là có thể gặp gỡ một người lương tiện thẳng thắn như vậy, nếu không cả đời này thật khổ sở. Ta sau này sẽ nhớ chú ý hơn, tuyệt đối không một mình đi ra ngoài nữa. Nàng trịnh trọng đối đáp. Đây không phải là chuyện an toàn hay không an toàn, đàn bà đã xuất giá. Một mình ra khỏi nhà, chẳng lẽ thế còn không đủ dọa người. Tiếng nói ác độc ở ngoài cửa vang lên xoay người liền thấy phượng cô một thân cầm hắc trường bào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là sự tàn nhẫn lạnh tà. Nụ cười trên mặt nàng dần dần phai nhạt đi, khôi phục lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh nhìn về phía hắn, ra đã trở về. Trong lòng nói không ra cái cảm xúc này là gì đây? Mấy thứ cảm xúc xen lẫn, đại khái như thế đi. Chỉ có thể cảm nhận được sự đùa cợt lẫn nhau. Trong lòng suy nghĩ nhưng cũng đã sớm liệu định hắn có sắc mặt không tốt nhưng cũng không tới mức quá khó chịu không trở lại thành sao, hắn lạnh lùng thốt, phượng nhãn bước thẳng vãn thanh. Vãn thanh vừa mới trở về, ngươi liền đối với nàng môn ác ngữ tài như thế sao? Đây là lời mà một phu quân nói với thê thiếp mình sao? Tà phong thật sự chướng mắt, hướng thẳng về phía phượng cô lớn tiếng quát. Phượng cô này bộ giảng vô tình, đối đãi tệ bạc với vãn thanh, hắn thật muốn cho tên phượng cô này một trận. Như vậy mới có thể giải được ác khí trong lòng. Ta như thế nào không cần ngươi phải dạy, Ngươi nhớ rõ, đây là chuyện của chúng ta, ngươi là người ngoài. Phượng cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta, gạt tà phong ra. Hắn đương nhiên nhìn ra được là tà phong thích vãn thanh, điều này hắn cực không thích. Ngươi, tà phong nghiến răng, hắn hận tên phượng cô này, tên này, hết lần này tới lần khác nói toàn lời ác khẩu, tâm độc. Chỉ cần thấy việc bất bình, người trong giang hồ đều sẽ muốn nhúng tay can thiệp, dù ngươi có là phu quân của vãn thanh thì sao chứ, người căn bản không xứng với hai chữ phu quân. Không thể bảo vệ sự an toàn cho nữ nhân của mình, ngược lại còn trách người phụ nữ đấy. Hóa ra đây là cách xử sự của ngươi sao phượng cô. Tà Phong không nén được phẫn hận, cười trào phúng. Ta cứ trách mắng nàng thì sao nào, nàng mãi mãi là nữ nhân của ta. Phượng cô lạnh lùng cười, Phượng nhãn ta áp sát khí, một tay kéo lấy vãn thanh vào trong lòng, môi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cún khổ, nam phụ thường là bị thế, các bạn đừng cắn xé nhá. Hắn hung hăng ngấu nghiến đôi môi nàng rồi buông ra, phong ánh nhìn khiêu khích về phía tà phong, hắn hiểu rõ rằng điều này khiến người ta đau đớn nhất. Vãn thanh thấy tà phong như thế, sợ bọn họ đánh nhau thật sự, vội vàng khuyên nhủ, tà phong, ta không sao, ngươi về trước đi nha. Cảnh trướng mắt này, nàng không muốn, không muốn tà phong nhìn thấy. Tà phong nghe xong lời của nàng, biết bản thân lúc này căn bản không giúp được vãn thanh, vì vậy buồn bã xoay người chạy, trước khi đi không quên buông một câu, ta nể mặt vãn thanh không so đo với ngươi. Hắn nói thật, vì vãn thanh, điểm này, hắn nhường phượng cô, nhưng đừng nghĩ rằng hắn sợ phượng cô. chương 66, cô ý. Thất thân làm thiếp, tà phong mới đi, vãn thanh cô dãy ruộng rời khỏi lồng ngực của phượng cô, nhưng hắn nhanh hơn, không để cho nàng tránh ra. Vãn thanh lạnh lùng nói, diễn cũng đã diễn xong, thỉnh buông tay ra ở trong ngực hắn nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã trong con mắt của hắn sợ là nàng còn không bằng một tỷ nữ đánh chửi nhục nhã muốn như nào liền làm vậy vừa mới trước mặt tà phong hắn tự nhiên làm thế nàng vô cùng xấu hổ và giận dữ trong lòng nàng vô cùng đau đớn người đau lòng sao phượng cô nhẹ nhàng hỏi môi sắt bên tai vãn thanh lời nói nhẹ như gió nhưng vãn thanh nghe ra trong giọng hắn đầy phẫn nộ bất quá nàng cũng không giải thích được tại sao hắn có ý như vậy Phượng cô nói chuyện ánh mắt âm khí vô cùng, hắn cho là nàng có phản ứng như vậy bởi hắn cố ý trước mặt tà phong cùng nàng thân thiết như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có luồng khó chịu thoáng qua. Nhưng đến tột cùng hắn cũng không hiểu là vì sao, hắn không từng suy nghĩ sâu xa, mà đúng là hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, óc ngán à anh, vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. "Ta không có." nàng nhàn nhạt nói. "Không có, không có tại sao lại kháng cự khi ta ôm trong ngực?" phượng cô nhẹ nhàng hỏi khí tức phun ra cố ý phảng phất bên tai vãn thanh khiến nàng toàn thân không được tự nhiên ta không có nàng lại nói một câu không có là không có kháng cự ta ôm trong ngực hay là không có cố tình yêu thương hắn đây cũng không có ngữ khi vãn thanh lạnh lùng đảm bạc không có phượng cô hốt nhiên hung hăng hỏi trong mặt hiện lên tia quang tay mãnh liệt xiết mạnh nàng nói dối không chớp mắt hắn hung hăng nói hàm giang tả cắn nhẹ lên tai nàng nữ nhân muốn học thì thành thực một chút đi vãn thanh cắn môi dưới không nói một lời ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước là nữ nhân của ta phải thành thực hơn nữa không được đi nơi khác lang trả dám làm chuyện gì khiến ta mất mặt ta sẽ khiến cho ngươi không yên ổn lời của hắn từ từ phun ra càng lúc càng rồn rập hắn khẽ cắn tai này phảng phất muốn nàng phải ghi nhớ từng lời này Nói xong tất cả, hắn đột nhiên thả nàng, khóe miệng tàn nhẫn cười lạnh, phượng nhãn chăm chú nhìn nàng, bàn tay đưa lên nắm lấy cầm nàng xoay về mặt hắn, sau đó nói, ngươi là một nữ tử thông minh, cần hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không cần ta phải nhắc lại nữa. Vãn thanh nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhấp lên, trên mặt bình thản, sau đó buông ra những lời nhu thuận, ra dậy, vãn thanh ghi tạc trong lòng. Vãn thanh hội sẽ nhớ bổn phận, sẽ không làm bất cứ chuyện gì vượt qua chuyện ra nói không biết vì sao nghe được những lời nàng nói phượng cô trong lòng tuyệt không có cao hứng chính bản thân hắn cũng không biết rõ hắn muốn không phải là bộ dạng thuận theo của nàng sao vì sao nàng thuận theo hắn lại cực kỳ không vừa mắt không thoải mái trong lòng ngược lại càng dữ dội hơn hắn gần đây càng lúc càng không rõ về bản thân mình vừa rồi lúc ôm trên mặt hắn một mảng lạnh lùng chính là trời mới biết, thoảng thấy trên người nàng hương khí nhàn nhạt, nhạt, tấm lưng nàng mềm mại, hắn suýt chút nữa không khống chế được bản thân. Vùng tay áo, hắn giận dữ xoay người bước đi. Nhìn Phượng cô đi rồi, Hồng thư vội vàng chạy tới đỡ Vãn Thanh, "Nhị phu nhân, ngồi xuống nghỉ đi." Ân, Vãn Thanh chậm rãi ngồi xuống. "Nhị phu nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì thế?" Hồng thư lại hỏi. Vãn Thanh nhìn về phía nàng, xem ra hồng thư cũng nhìn ra vấn đề vì vậy nàng cũng không có dấu diếm kể rõ từng việc cho hồng thư nghe chỉ là đoạn gặp ngân diện nàng chỉ lược đi nói là hắn cứu nàng còn về tên hắn và đoạn nàng đi kiếm dược cứu hắn nàng bỏ đi không có nói cho hồng thư nghe hừ ta biết chuyện không có đơn giản như vậy vừa mới đi theo người gọi kia tự nhiên tặng ta một châm cài tóc hồng thư vừa nói vừa hung hăng vứt mạnh chiếc châm trên bàn giận dữ nói ta biết rõ nàng ta không có tâm không duyên cớ gì lại tặng ta châm cài tóc, nguyên lai like vì nàng ta định mưu kế với chúng ta. Nàng ta thật độc ác. Đừng tức giận, chẳng phải ta không có bị sao a à. Không có việc gì, nếu là có việc, nếu là có việc gì, Hồng Thư vừa nói lệ liền thi nhau tuôn chảy, từ khi theo ra đến giờ, nàng chưa bao giờ khóc, vĩnh viễn kiên cường. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện vãn thanh phải đối mặt, nàng không nhịn được, lòng đau xót, lệ liền chảy xuống. Nàng không dám tưởng tượng, nếu không có người bịt mặt kia cứu giúp nhị phu nhân có hay không có thể sống sót nhị phu nhân ngài yên tâm sau này hồng thư sẽ không rời người nửa bước hồng thư kiên định nói còn về chu nguyệt nhi kia ta mong nàng ta sớm gặp chuyện không tốt đẹp vãn thanh cười một tiếng tốt lắm đừng giận nói như thế nào nàng cũng là người phượng cô thích ngươi đừng khiến nàng gặp khó khăn nếu không thì sẽ phiền cho ngươi nàng chỉ sợ hồng thư đối phó chu nguyệt nhi nếu Phượng cô phát hiện sẽ có chuyện nghiêm trọng. Nhị phu nhân yên tâm, ta sẽ không ngang mạnh. nàng ta là người như vậy, Gia thích nàng chắc là mắt bị mù, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn giúp ra nhận rõ bộ mặt thực của nàng ta. Hồng Thư hung hăng nói, mươi 67, Phượng Vũ Lâu, thất thân làm thiếp, ngày thứ hai, Phượng cô an bài cho mọi người rời khỏi mộ dung sơn trang, tiến vào sản nghiệp của Phượng gia, Phượng Vũ Lâu. Vãn thanh có chút không hiểu, nhưng cũng rời khỏi mộ dung sơn trang cùng hắn, nàng chỉ không rõ, không phải ước muốn của Phượng Cô là mỗi ngày đều được nhìn thấy Chu Nguyệt Nhi sao. Vì sao đột nhiên rời đi chứ? Cho dù mộ dung kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi hết lòng muốn giữ lại, hắn vẫn kiên quyết muốn đi. Chiến thành là một nơi vô cùng xa hoa, là nơi tụ hợp của võ lâm nhân sĩ, hỗn tạp nhiều loại người, nhưng mà các cửa hàng lầu các nơi đây, tất cả đều cao nhã, một không nhìn ra dù chỉ là một phần thô tục dường như thế đây là nơi tụ hợp của các văn nhân học sĩ nhưng mà vẫn có rất nhiều người hành tàu giang hồ tay cầm vũ khí mắt thì hung tợn giò xét phượng vũ lâu là nơi thịnh vượng nhất là chỗ tập trung nhiều người nhất vị trí vô cùng đắc địa đi tới cửa nếu không nhìn thấy sân trước nàng nhất định sẽ cho rằng là phượng vũ lâu là một khách sạn không ngờ lại là một đồ quán quán trà kinh ngạc cười một tiếng hóa ra là đồ quán ta còn tưởng rằng chỉ là một quán ăn Hồng Tư nghe xong cười một tiếng, nhị phu nhân không biết điều này, trong thành này chúng ta có hai sản nghiệp lớn, một là đồ quán, hai là quán ăn, chúng ta sẽ ở trong đồ quán. Nói xong ngón tay chỉ vào một nơi cách đó không xa, nhìn xem, cách quán ăn không xa là nó, khách nhân ăn uống xong có thể đến đó xem biểu diễn. Phượng Vũ Lâu của chúng ta tại Chiến Thành khá là nổi danh, muốn vào ở phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định, người có thể tiến vào, nếu không phải có quyền có thế, sẽ là kẻ có võ công cao cường, không phải nữa sẽ là kẻ có tên tuổi." Chấm ngoặc kép. Hồng thư nói rất nhiều, nhưng mà Vãn Thanh không để tâm nghe bất cứ điều gì, nàng chỉ nhìn chăm chú một nơi không xa đấy lắm. "Thì thảo hỏi Han, kia là Tuyết Linh Các sao?" Vãn Thanh đột nhiên chuyển đề tài, Hồng thư có điểm ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của nàng, gật đầu nói, "Đúng vậy, đó là Tuyết Linh Các." "Nhị phu nhân biết sao?" Nói đến Tuyết Linh Các, Phượng cô đang đi trước cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý tứ không rõ, nhưng chỉ liếc mắt một cái, sau đó đi tiếp. Vãn thanh cũng hiểu được phản ứng của bản thân có chút kích thích quá mức, nàng kích động vì không ngờ lại nhìn thấy kết linh các của ngân diện ở đây. Thu lại tâm tình đang kích động, nàng nhẹ nhàng nhấc váy, chạy theo bước chân của phượng cô. Đi vào hậu viện, lại thấy một cảnh trí khác, khắp nơi đình đài lầu các, đều mang phong cách của sông nước Giang Nam, chắc đây là nơi ở của Phượng Cô. Hậu viện có tam các, nàng được an bài ở trong trà vũ các, Phượng Cô, ở trong trà nguyệt các nơi ở của chủ nhà, xem ra hai chữ trà nguyệt cũng là dựa theo tên của Chu Nguyệt Nhi. Nàng thầm đoán, vừa đi vào trong, đã có người đưa nước, nhị phu nhân, thỉnh dùng trà. Hồng thư cô nương, thỉnh dùng trà. Ân, vãn thanh tiếp nhận trà. Bốn người tỷ nữ cùng đồng thanh nói, một chén trà thơm dài vạn trần. Chuyện này, làm Vãn Thanh ngạc nhiên không hiểu, khó hiểu nhìn phía Hồng thư. Chỉ thấy Hồng thư nhấp một ngụm trà, rồi sau đó nói, "Nô tỳ quên nói với nhị phu nhân, đây là quy củ của trà quán, chỉ cần là khách đường xa tới, đều được mời một chén trà, coi như là tiệc tẩy trần." "Hóa ra là như vậy a." À. Vãn Thanh cười một tiếng, nói nhỏ, "Làm phiền các cô nương rồi." Lời tả từ của nàng, khiến cho các tỷ nữ kinh ngạc không hiểu được, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có chuyện chủ tử nói cảm ơn nô tỳ vì vậy ngây ngốc nhìn nhau. Một người thông minh nhất, vội vàng đáp, phu nhân đa lễ, đây là chuyện nô tỳ phải làm. Đợi cho tất cả các nàng đều lui ra, lúc này vãn thanh mới hỏi thăm Hồng Thư về chuyện tình của Tuyết Linh Các, Hồng Thư, Tuyết Linh Các là cái gì vậy? Nhị phu nhân tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hồng Thư đang sắp xếp quần áo của Vãn Thanh, nghe được câu hỏi của Vãn Thanh, quay đầu lại hỏi. Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy tuyết linh các, nhị phu nhân liền biểu hiện vô cùng chú ý, cứ tưởng là nàng đã biết rõ tuyết linh các lắm rồi, hóa ra vẫn chưa biết tuyết linh các là cái gì sao. Trước đây ta có nghe nói qua, cho nên hỏi một chút. Vãn thanh đáp, Hồng Thư nghe được sự chống chế, nhưng cũng không hỏi nữa, nàng thân là nô tỳ chuyện của chủ nhân không tiện hỏi han, cho dù không biết vãn thanh là con người lương tiện lại quan tâm nàng, nàng cũng sẽ không hỏi thêm nữa tuyết linh các có thể nói là thanh lâu hơn nữa còn là thanh lâu nổi tiếng nhất chiến thành những người biểu diễn trong tuyết linh các đều là bán nghệ không bán thân trên thực tế nó còn một thân phận khác là cơ sở tình báo số một của vân quốc hồng thư suy nghĩ một chút lại thêm câu nó có thể nổi danh như thế chủ yếu cũng là nhờ phi tuyết cô nương phi tuyết cô nương vãn thanh không giải thích được phải hỏi đúng vậy phi tuyết cô nương không chỉ tuyệt lệ chi tư bất nhiễm thế trần hơn nữa còn có khả năng đánh đàn tuyệt vời, khiến người nghe say mê vô cùng. Tháng nào nàng cũng biểu diễn, chỉ cần hai ngày thôi, sẽ khiến cả chiến thành xảy ra bạo động. Hồng Thư nói, Hồng Thư, ta muốn đi xem một chút, Vãn Thanh nói. Nghe được Vãn Thanh nói, Hồng Thư vội vàng ngừng đầu lên, nhị phu nhân muốn đi đến đấy. Ân, Vãn Thanh gật đầu khẳng định tay không tự chủ được đặt lên khối ngọc bội trên ngực. Không được, Hồng Thư kiên quyết nói vì sao vãn thanh không giải thích được vì sao ngữ khí của hồng thư lại kiên quyết như vậy liền hỏi nhị phu nhân đó là thanh lâu nếu để ra biết thì chỉ có một chữ thảm mà thôi hồng thư cắn giang nói từng chữ từng chữ một nàng không rõ vì sao nhị phu nhân cảm thấy hứng thú với tuyết linh các như thế nhưng mà mặc kệ như thế nào nàng cũng sẽ không cho nhị phu nhân đi không có biện pháp nào sao vãn thanh có chút thất vọng nhưng cũng biết Hồng thư hoàn toàn là muốn tốt cho nàng, nhưng mà, nàng thật sự rất muốn đi đến đó, không biết có thể gặp được Ngân Diện hay không. Hồng thư suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba ngày nữa là ngày Phi Tuyết cô nương biểu diễn, thông thường ra đều đi nghe, nhị phu nhân nếu có thể xin được sự đồng ý của gia, có thể đi cùng với gia, nhưng mà ta nghĩ, khó có khả năng đó, gia chưa bao giờ là người đồng ý mấy chuyện đó. Chú thích của Lily, đồ quán là quán trà. Chữ đồ nghĩa là rau đồ, một loài rau đắng hoặc là một loài cỏ có hoa trắng như bông lau, tua xuống xít nhau mà bay phấp phới. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.